Xin chào các bạn đã đến với kênh diệt côn trùng Sa Cô Nha Trang. Đối với hầu hết các gia đình Việt, dầu gió là sản phẩm khá phổ biến, luôn có sẵn trong nhà. Tác dụng chính của dầu gió là trị đau đầu, đau bụng, làm ấm cơ thể. Nhưng bên cạnh đó dầu gió còn sở hữu công dụng hiệu quả, nhưng chưa nhiều người biết để tận dụng, đó chính là xua đuổi mũi. Vậy cách đuổi mũi bằng dầu gió như thế nào? Nếu bạn đang quan tâm tới vấn đề này, đặc biệt khi đây là thời điểm phát triển mạnh mẽ của loại côn trùng gây hại cho sức khỏe con người, thì hãy theo dõi nội dung hữu ích dưới đây. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về năm mẹo đuổi muỗi với dầu gió cực. Kỳ hiệu quả nhanh chóng. Tại sao dầu gió có thể đuổi muỗi? Trong dầu gió, thành phần chính là tinh dầu bạc hà. Theo các nhà nghiên cứu, loại tinh dầu này có chứa chất xua đuổi, ngăn chặn muỗi hiệu quả gấp 10 lần đít, một thành phần được tìm thấy trong các loại hóa chất đuổi côn trùng. Bên cạnh đó, trong bạc hà còn chứa chất nepetalactone loại tinh dầu mà muỗi rất sợ. Đây là lý do vì sao dầu gió có thể đuổi được muỗi cách đuổi mũi bằng dầu gió. Mặc dù là sản phẩm phổ biến và thông dụng, có mặt ở nhiều gia đình, song không phải gia chủ nào cũng biết đuổi mũi bằng dầu gió. Thực tế, cách đuổi mũi bằng dầu gió vừa an toàn với người sử dụng, vừa đem lại hiệu quả cao. Có 5 cách thường được dùng như sau. Cách 1, nhỏ dầu gió lên nhang mũi. Cách làm, trước khi đốt nhang mũi, nhỏ 2-3 giọt dầu gió lên vòng nhang. Dầu gió kết hợp với nhang sẽ xua đuổi mũi hiệu quả hơn, đồng thời giúp phòng kín không bị nồng mùi nhang. Cách 2, nhỏ dầu gió lên màn hoặc mùng. Sử dụng màn mùng khi đi ngủ là một giải pháp để xua đuổi mũi hiệu quả, tránh bị bệnh sốt xuất huyết do mũi gây ra. Tuy nhiên, trong khi ngủ, bạn khó có thể kiểm soát được hành động của mình, có thể nằm sát mép màn, mùng, khi đó mũi vẫn có thể xuyên qua lớp màn mùng để đốt bạn. Nhằm ngăn chặn trường hợp này, bạn có thể nhỏ 2,3 giọt dầu gió lên màn. Mùi hương của dầu gió sẽ ngăn không cho mũi lại gần và cải thiện bầu không khí. Cách 3, Hòa vài giọt dầu gió vào nước tắm. Cách làm: Hòa vài giọt dầu gió vào nước tắm. Lưu ý: Nước tắm nên ở nhiệt độ 30 đến 40 độ C để đảm bảo công dụng tốt nhất. Hương của dầu gió sẽ thấm trên da và khiến muỗi không dám tới gần bạn. Cách 4: Nhỏ dầu gió lên cánh quạt. Cách làm: Nhỏ trực tiếp vài giọt dầu gió lên cánh quạt sẽ giúp cả không gian tràn ngập mùi hương thoang thoảng của dầu gió. Khi mỗi người thấy mùi này sẽ tự động ra khỏi nơi bạn sinh hoạt. Cách 5. Mở nắp dầu gió và đặt ở các góc phòng hoặc nơi mũi hay tập trung. Cách làm. Mở nắp dầu gió và đặt chúng ở bất kỳ chỗ nào trong nhà. Mũi sẽ không dám xuất hiện do hương dầu gió khiến mũi cảm thấy sợ. Trên đây Ansaco vừa chia sẻ với các bạn 5 cách đuổi mũi. Bằng dầu gió dễ làm nhưng mang tới hiệu quả cao. Hy vọng, với các thông tin trong bài viết các bạn sẽ áp dụng một cách hữu ích. Hotline 09838130870934813867